Kênh Lan Thanh kính chào các chú anh chị. Hôm nay phiên bán hàng của tối ngày 12 mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 13 tháng 3 năm 2023. Có một số hàng thuần đến cho các chú anh chị sưu tầm. Tất cả hàng mình trồng thuần đều ra rẻ ổn định trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình. Về mình treo lên 100 không thêm cái bước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá mình bán là bao cước vận chuyển toàn quốc, ship hàng toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Đóng hàng rất là kỹ, đóng giá thể này không rớt ra ngoài luôn. Về cả nhà mình nhớ cắt dây út cố định vô thành thùng trước khi nó gây ra. Thì trên đây mình báo nhiêu về cái nhà mình trả bao nhiêu, không thêm cái phí nào nữa hết. Nó thì đơn hàng dưới 100k cả nhà mình mua hai đơn mình gộp mình sẽ bao cước cho cả nhà mình nha. Thì sau đây em cũng xin vô chi tiết cái hình luôn, không để cho cả nhà mình chờ lâu. Đó, hình số 1 là mini da da. Dòng này xuyên hoa xa hoa cả nhà. Này là hàng cây lửa nha. Một cái chậu lùm là rất là nhiều thân luôn. Hoa ra đồng loạt phát là thôi, ra quanh năm luôn cả nhà. Đó, mầm mới lên quá trời luôn. 280k bao cước hình số 1. Cái này hàng tuyển chọn, cả nhà mình ai ủng hộ được xin cho thành cảm ơn. Hình số 2, một cái chậu hết hồn luôn. Chậu mini dây ra, cái nhà nhìn đó nè. Đó, biết cái chậu 300k bao cước hình số 2. Cái chậu nặng mấy kilo. Hình số 3 là một cái chậu vũ nữ hoa vàng, này hoa quanh năm cả nhà. Cái mầm gốc lên là hoa hết nè. Trồng hoàn chỉnh vỏ thông cho cả nhà mình hết trên chậu P20. Ấy chậu P16. Hình số 3 130k bao cước. Hình số 4 là một cây vàng lưỡi đỏ, hoa thơm nha, hoa to, hoa thơm. Cây lá xếp cực kỳ chắc luôn. 160k bao cước hình số 4. Hình số 5 là một cái chậu hình số 4 là một cái chậu Sonia đang vòi hoa nha. Cái dòng này hoa bên năm luôn. Một cái chậu lùm cực kỳ chắc, này ghép chậu cả nhà. Ghép chậu lại. Rễ cứng chậu cho cả nhà khỏi lo. Hai trăm năm mươi k bao cước cho nhà hình số 1, số 5. Rồi quên, số 6 là một cái chậu hoàng phi hạt rẻ 100k gộp đơn hình số 6. Hình số 7 là cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ, hoa thơm nha. Cái đọt nó bỏ ở đây mình quấn cái này nè. 80k gộp đơn hình số 7. Hình số 8 hoàng nhãn tháng 8 nha. Này chậu này hai cây rễ 180k bao cước hình số 8. Hình số 9 của hoàng nhãn tháng 8 rễ cây lá mít đẹp nè, 180k bao cước hình số 9. Hình số 10 là hoàng nhãn tháng 8 luôn, ghép hình thác cổ. Trăm tám mươi k bao cước hình số 10. Hình số 11 là một con trâu bốc trụ, trâu rừng bốc trụ, nhưng mà trâu này nó bị lỗi lá gì nè. Đó, xử lý khô ráo chừng rễ tùi tủa luôn. Trăm ba mươi k bao cước hình số 11. Rồi quên, số 12 một cặp sóc cả nhà ơi. 170k bao cước luôn, cặp sóc cực kỳ chắc luôn. Đó, hai giò. Rồi giò số 1 nè, giò số 2 nè. Đó. Hình số 12, 170k bao cước. Hình số 13 là dáng hương hoa quạt cây lá mít. 160k bao cước. Hình số 13. Hình số 14 là hoàng thảo hương duyên. Hương duyên thì thân nâu nâu vậy đó, chứ nó không bị làm sao hết. Rễ trắng phếu mầm gốc lên đầu xanh giỡn chân.
100k gộp đơn. Hình số 14. Hình số 15 một cặp hình số 15 là một cặp cát la da. Cây này ở tiệm sổ ngay cái cây đại tướng quân là hoa bếp luôn. Hình số 15, một cặp này 200k anh bao cước. Rồi hình số 16 mình lên thêm cái van đa kim nha. Hay gọi là lan cành dao đang nụ nè. Hôm nay mua anh em lên nhiều hết nhiều quá cả nhà. Ai chưa có mình sưu tầm lòng nghề dễ trồng dễ chăm chăm keo đâu cũng sống vậy. Càng nắng nhiều nó càng dễ hoa nha. Một cặp gì 170 bao cước cả nhà luôn, hình số 16. Hình số 16 một cặp gì 170 bao cước nha. Hình số 17 nè. Tiểu đẹp gần cặp này nói chung không được đẹp nha, 80k gặp đơn giùm mình. Hình số 17. Hình số 18. Phụ nữ hoa vàng. Hoa vàng mà hồng đỏ. Hoa vàng hồng đỏ vậy nè. Này chỉ mới hé hé thôi. Hình số 18 100k gặp đơn. Củ lớn. Hình số 19 là mạc xuân. Nguyên cái chậu lớn, thân lớn, bản lá lớn luôn. Nghe nhìn bản lá nè. Đó. Hình số 19. Hình số 19 150k bao cước. Mạc xuân. Hình số 20 một cặp mạc xuân. 100k gặp đơn. Hình số 20. Hình số 21 mạc xuân. 100k gặp đơn. Hình số 22. Hai câu xanh. Có chậu bự bành bung luôn. Mấy cái lô nặng 130k bao cước. Hình số 22. Để mình lấy cái hoàng đảo sắn vô chút mình cho cả nhà mình ngắm hoa. Đây có đâu bung thêm giò nữa nè. Cái giò này nó mới hé thôi. Hoa thơm. Giò này thì bung căng rồi nè. Chưa căng mấy. Rồi qua hình số 23 nè cả nhà. Nắng cái chậu lên cái hả. Hình số 23 hoàng thảo và tỏ nha, hoa thơm. Hoa thơm cực kỳ luôn, hoa đẹp mà bền hoa nữa. 100k gộp đơn. Hình số 23 này trồng rất là lâu rồi đó. Sống Cần Thơ này nóng cực kỳ luôn mà nó vẫn sống ok luôn. Hình số 24 ngọc thạch ba màu đang nụ chi chích. 100k gộp đơn. Hình số 24. Hình số 25 hoàng thảo xoắn. Giò bự nha, giò lớn. Nụ nè. Nụ nè. Mấy thân này bắt đầu thắt đọt hết trơn rồi. Đó, mượn cái về lớn. 280k bao cước. Hình số 25. Rễ thì cả nhà mình khó phải bàn luôn. Hình số 26. Đây cho cả nhà mình ngắm cái hoa hoàng thảo xoắn nè. Hoa thơm. Cái này cái chậu này thì nó mới hé thôi. Mới hé hé thôi. À, nó căng lên thì cái cánh này nó sẽ xoắn lên vậy nè. À, nó xoắn lên. Hoa to nha. Hoa thơm. Ai thích lấy chậu này bán luôn. Chậu này 200k bao cước. Đó. Hình số 25 là 280k bao cước. Nguyên cái giò lớn, chậu phi 20. Nụ thắt đọt hết trơn, thằng tơ không dễ cứng chậu luôn. Hình số 25 280k bao cước.
hình số 26, ghế cứng trâu luôn, nằm gốc lên tua tổ luôn, 160k bao cước. Hình số 26, hình số 27, ghế nằm lên thêm cả nhà mình nè, 160k bao cước. Hình số 27, hình số 28, kiếm sổ số nha, 100k gặp đơn, chậu phi 20 bệnh bung luôn. Hình số 29, hải yến hòa một trắng tím hòa thơm nha, 100k gặp đơn. Hình số 30 nè, sóc, sóc tím hòa thơm, sóc, sóc này sóc thơm mình đó, 130k bao cước. Hình số 30, cây sóc cả nhà mình nhìn bàn tay nè, cây nào cũng vậy, lớn lớn không, không có cây nào nhỏ chứ, sóc giờ kiếm cây lớn cũng hơi hiếm, 130k bao cước. Hình số 30 đó, hôm nay mình quay nhanh kẻ công chuyện, ngọc thạch ba màu rồi, bệnh hoa cực kỳ ở nhà thấy không, tới giờ cái chỉ mới hơi căng thôi, chưa căng mấy luôn. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị mình, nó cũng mong được sự ủng hộ từ các chú anh chị mình. Các chú anh chị mình ưng hình nào chú anh đó liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0766837646, cũng là số Zalo, kết nối Zalo đặt hàng nó dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm vào nút đăng ký kênh thì nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.